Nguyễn Bính là nhà thơ rất nổi tiếng đương thời và dường như mọi người Việt Nam đều biết đến thơ ông. Nhà thơ chân quê ấy sống bình dị trong nghèo khổ cơ cực, hòa trộn với cuộc sống của mọi người bình thường. Là một nhà thơ lãng mạn trong phong trào thơ mới, mang tầm vóc của một nhà thơ lớn, nhưng Nguyễn Bính luôn là đứa con đích thực của làng quê. Làng quê đã ban cho ông tâm hồn chất phác của thôn dã, cũng như những giá trị văn hóa tinh thần được hun đúc tự bao đời. Thơ Nguyễn Bính đặc tả những nét riêng của làng quê Việt Nam mà ít có nhà thơ nào làm được. Vì thế mà thơ ông dễ đi vào lòng người, thoát khỏi sự đào thải của thời gian, hòa vào nguồn thơ rộng lớn của dân tộc và nhân loại. Thơ Nguyễn Bính có rất nhiều hình ảnh của làng quê như bến đò, hàng cau, dậu mồng tơi, giếng nước, vườn trầu và hình tượng con bướm cứ bay đi bay lại chập chờn trong nhiều trang sách. Trong mỗi bài, hình tượng ấy lại hiện ra với những cung bậc tình cảm khác nhau. Có bài, hình tượng con bướm trở thành hình tượng trung tâm của tác phẩm. Kính mời quý độc giả cùng Thế Anh 365 cảm thụ bài thơ Người hàng xóm, trích trong tập Tâm hồn tôi. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dờn. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có dậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đắm trông lên, con bươm bướm trắng về bên ấy rồi. Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, tôi buồn tự hỏi hay tôi yêu nàng. Không từ ân ái nhỡ nhàng, tình tôi than lạnh do tàn làm sao. Tơ hong nàng chả cất vào, con bươm bươm trắng hôm nào cũng sang. Mấy hôm nay chẳng thấy nàng, giá tôi cũng có tơ vàng mà hong. Cái gì như thể nhớ mong, nhớ nàng không quyết là không nhớ nàng. Vâng từ ân ái nhỡ nhàng, lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa. Tầm tầm rời cứ đổ mưa, hết hôm nay nữa là vừa 4 hôm. Cô đơn buồn lại thêm buồn, tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi. Hôm nay mưa đã tạnh rồi, tơ không hong nữa, bướm lười không sang. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng. Nhớ con bướm trắng lạ lùng, nhớ tơ vàng nữa nhưng không nhớ nàng. Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng, mau về mà chịu tang nàng đi thôi. Đêm qua nàng đã chết rồi, nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng. Hồn trinh còn ở trần gian, nhập vào bướm trắng mà sang bên này. Một cách vào bài rất chi là Nguyễn Bính, nghĩa là bằng lục bát thể thơ sở trường, ông sẽ kể một câu chuyện giữa tôi và nàng, nói như các nhà thông thái bây giờ là diễn ngôn một chuyện tình. Nếu chỉ mới đọc 2 câu mở đầu thì dễ cho rằng để cho hợp với vần ôi cạnh nhà tôi của thơ lục bát, tác giả mới phù phép cho cái dậu mồng tơi có vần ơi mọc lên ở đây, chứ cái dậu mồng tơi trong chuyện tình thì chả mấy thi vị. Ở đây cánh bươm chính là hình bóng của thi nhân, nhưng ở một góc độ khác ta lại thấy nó là nhịp cầu của tình yêu. Trong thơ Nguyễn Bính, hình ảnh cô hàng xóm xuất hiện rất nhiều lần. Cô chăm chỉ ươm tơ trong đàn tôi, cô rụt rẻ e lệ trong chờ nhau, cô hồn nhiên vô tư trong xuân về. Nhưng cũng chính cô là người gây ấn tượng mạnh nhất, in dấu ấn đậm nhất trong tâm hồn nhà thơ. Năm 1940, Nguyễn Bính sáng tác bài thơ Người hàng xóm. Đúng là người hàng xóm vì hai nhà ở cạnh nhau, cách một dậu mồng tơi nhưng gần mà lại hóa xa. Cái dậu mồng tơi ấy đã ngăn cách hai con người, với hai thế giới nội tâm riêng biệt, vì hai người đều muốn khép kín trong cô đơn. Thi sĩ vốn đa tình, đa cảm, nên muốn vén bức màn trong cái thế giới cô đơn kia. Và thế là tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Quả là nhờ chiêm bao, nhà thơ mới bắt gặp hình ảnh con bướm trắng để mà trò chuyện, hỏi han. Cảnh nửa thực nửa mộng này cho phép trí tưởng tượng của nhà thơ tha hồ bay bổng. Đối với hai con người cô đơn, cái dậu mồng tơi trở thành bức tường ngăn cách, nhưng cái con bướm trắng ấy đã vượt qua ranh giới ngăn cách mỏng manh để bắc chiếc cầu nối giữa hai người. Thi sĩ đã hoài gì, chả bao giờ thấy nàng cười. Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên, mắt nàng đăm đắm trông lên. Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi. Câu hỏi nhỏ mà thi sĩ hỏi bướm với lời lẽ ân cần vồ vập chứng tỏ chàng đã quan tâm đến nàng từ lâu rồi. Không những quan tâm mà còn quan sát thường xuyên và chăm chú nhiều lắm mới có thể biết được chả bao giờ thấy nàng cười. Hơn nữa, chàng có biết mắt nàng đăm đắm trông lên, nghĩa là nàng không trông ngang, trông sang. Điều đó càng làm tôn phẩm giá của nàng. Những buổi qua lại của con bướm trắng, những lần theo dõi một cách nuối tiếc cánh bướm về bên ấy, làm cho thi sĩ ngẩn ngơ, chìm đắm trong mơ mộng, để rồi chợt tỉnh, tự vấn lòng mình. Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, tôi buồn tự hỏi hay tôi yêu nàng. Và khi đã tỉnh thì con người thực đã thay thế cho con người mộng, con người lý trí đã thay thế cho con người cảm xúc. Những vấn đề là ở chỗ con bươm bươm trắng hôm nào cũng sang, như tạo cơ hội cho tâm tình được bộc lộ, như rủ rê, như mời gọi. Lòng nhà thơ ngổn ngang bao dấu hỏi, cái gì như thể nhớ mong, nhớ nàng không quyết là không nhớ nàng. Những cơn mưa liên tiếp trôi đi chậm chạp trong sự nhớ mong, đợi chờ khắc khoải, và cuối cùng nỗi lo âu khắc khoải đã bộc lộ ra như một lời tự thú. Nhưng đây vẫn chưa phải là cao trào của cảm xúc. Nhà thơ vẫn cố níu kéo chút lý trí còn yếu ớt, đang phải tự rút lui, nhường chỗ cho con người thật, con người của tình cảm đạt đến cao trào. Đêm qua nàng chết thật rồi, nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng. Như vậy, tình yêu đã chiến thắng lý trí hoàn toàn. Sau bao nhiêu băn khoăn kìm nén, giọt nước mắt ở cuối bài thơ là giọt nước mắt của tình yêu. Lời cầu khẩn dẫu muộn nhưng là một sự thú nhận. Hồn trinh còn ở trần gian, nhập vào bướm trắng mà sang bên này. Người hàng xóm là thi phẩm mà nhân vật trữ tình có cá tính hướng nội. Nhân vật muốn bộc lộ tâm trạng phải vin vào một sự vật nào đó, và nhà thơ đã chọn hình tượng con bướm trắng làm nhịp cầu nối tình yêu. Bài thơ là mối tình lãng mạn đằm thắm, xen lẫn tiếc nuối của chàng trai tuổi đôi mươi. Tác phẩm khép lại như tấm màn sân khấu kéo xuống, khép lại một vở kịch thơ với nhân vật tôi, nàng và chứng nhân là con bướm trắng. Trong đó chỉ có nhân vật tôi độc thoại với chính mình, cũng là người duy nhất trong tồn tại, trong một kết thúc nửa thực nửa mơ. Đã 84 năm kể từ khi thi phẩm Người hàng xóm của Nguyễn Bính ra đời, bao nhiêu nước mắt đã chảy qua chân cầu tình ái, bắc trên những trái tim đa cảm, thấm đẫm vào trang thơ. Hàng chục thi khúc bolero đã tấu lên réo rắt trên nền bướm trắng, tơ vàng mộng ảo. Thế mà đến hôm nay, giữa thời A còng 4.0, đâu đây trên cái dậu mồng tơi xanh dờn, dân dã, phơ phất tơ vàng sang trọng ấy vẫn đọng lại hình ảnh. Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn, ý hẳn đi tìm hương cố nhân, hương cố nhân. Thế Anh 365 xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.